thẳng hướng lên cầu Ca Mét nè. Sẵn đi một vòng ở đây thì không biết chú Sang có nhớ được cái hình ảnh gì ở khu này không ha? Khu này thì không phải là chợ Cầu Cống. Đối với đường Đoàn Văn Bơ này thì không có cái hành lang, không có cái vỉa hè như các con đường khác. Tại vì con đường này ngày xưa cũng rất là nhỏ. Mình đến hẻm 188 rồi nè. Do là em đi bên đây nên mình không nhìn thấy được bên kia. Không nhìn thấy được bên đây. Lâu lâu thì em quay camera qua để anh chị xem nha. Và bên đây là hẻm 198. Đi thẳng nữa thì mình sẽ đến chợ Cầu Cống nè. Rồi chúng ta sẽ đi vào chợ, đi vào hẻm 198 ha. Để xem căn nhà ngày nay của chúng ta như thế nào. Đây cũng có mấy căn nhà chưa bán. Bụi quá. Nhà này đang chưa bán rồi. Khu này xây chung một dãy. Ta đến đây rồi thì mình không thể nào bỏ qua cái chợ ở đây ha. Chợ đây là chợ Xóm Chiếu nè. Để em sẵn vô đây coi có gì mua chiều ăn luôn. Chiều nó mát hổ đi chợ. Chào buổi sáng cuối tuần đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn cuối tuần thật vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là con đường Đoàn Văn Bơ, và đi thẳng bên kia đó chính là cầu Ca Mét đi về quận Nhất. Và hôm nay Sài Gòn sáng Chủ nhật ngày 1 tháng 3 năm 2020. Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát qua một tháng nữa rồi. Và sáng hôm nay chúng ta tiếp tục lang thang một vòng ở quận 4 nữa nha. Và thể video clip được thực hiện bởi sự yêu cầu của chú anh chị muốn nhìn lại căn nhà số 198/21 thì theo thói quen hàng ngày buổi sáng chủ nhật thì em hay đi tản bộ một vòng, nhưng mà hôm nay thì đi hơi trễ một tí, sẵn cái dẫn các anh chị và các bạn đi một vòng khám phá quận 4 luôn. Nhìn xa xa bên kia đó là dãy nhà bên đường Đoàn Văn Bơ khúc lên cầu Ca Mét nè. Nơi đó có nhà của anh chị nè, 372 Đoàn Văn Bơ nè. Và bên cánh trái đó chính là con đường Hoàng Diệu, giao lộ Hoàng Diệu với Đoàn Văn Bơ. Mình đi thẳng hướng Đoàn Văn Bơ này sẽ đến hẻm 198, và đi thẳng nữa, xa nữa thì đó là chợ Cầu Cống. Đường Đoàn Văn Bơ ngày xưa thì có tên là Đỗ Thành Nhân. Và sáng hôm nay chúng ta sẽ đi dạo một vòng đây ha. Mình đi bên đây đi. Bên đây cho nó mát. Đây thẳng hướng này là mình sẽ đi ra đường Quỳnh Tấn Phát nè. Không, Nguyễn Tất Thành chứ. Nguyễn Tất Thành theo con đường Hoàng Diệu này. Sáng hôm nay nắng quá. Bây giờ Sài Gòn hơn 9 giờ sáng. Sáng nay thì em dẫn cả nhà đi ăn hủ tiếu xong rồi bạn đồng về nhà. Em đi tản bộ một vòng. Sẵn dẫn các anh chị đi chơi luôn. Hôm nay trời cũng đẹp trời. Những dãy nhà ở quận 4 bây giờ rất là khác rồi. Mình đợi đèn đỏ mình qua đường nha. Bây giờ quận 4 rất là thay đổi, rất là nhà cửa rất là có giá. Nhà cao cửa rộng không như những năm về trước. Những thập niên về trước thì nhà ở quận 4 người ta nói đến là người ta nghĩ ngay đến cái gì đó nó hơi phức tạp. Nhưng mà bây giờ thì quận 4 là cũng một trong những quận mà sạch sẽ, phát triển. Vì ở đây rất là thuận tiện khi mà chúng ta có thể đi qua quận Nhất, qua quận 7, những nơi mà sầm uất, những nơi mà
có nhiều trung tâm thương mại ở Sài Gòn, nhưng mà ở quận 4 đặc biệt bây giờ rất là nhiều quán ăn ngon. Đó, thẳng hướng lên cầu Ca Mét nè. Sẵn đi một vòng ở đây thì không biết chú Sang có nhớ được cái hình ảnh gì ở khu này không ha? Khu này thì không phải là chợ Cầu Cống. Số 198 là ở bên phải, là hẻm 198. Hẻm đó thì sẽ thông ra chùa Giác Nguyên luôn đó. Không biết đã bao lâu rồi các anh chị chưa có dịp về Sài Gòn. Nếu mà lâu rồi thì chắc có lẽ chúng ta sẽ không nhìn ra được cái khu xóm, con đường xưa này. Ngày nay thì nhà cửa được làm lại rất là sạch, rất là mới nè. Đi tới tí thì sẽ có cái chợ nhỏ nhỏ. Bên phải là hẻm hẻm 3 158. Bây giờ những cái hàng ăn sáng cũng bị dẹp rồi thì họ bán sớm, 6 bây giờ họ bán, có những hàng quán bán có vài tiếng thôi. Ở quận 4 thì đi đâu mình cũng nhìn thấy quán ăn đó, trong đây là cái chung cư nè. Đi ra chợ Xóm Chiếu luôn đó, hẻm đó đó ha, ra đường Lê Quốc Hưng. Với đường Đồ Văn Bơ này thì không có cái hành lang, không có cái vỉa hè như các con đường khác, tại vì con đường này ngày xưa cũng rất là nhỏ. Mình đến hẻm 188 rồi nè. Do là em đi bên đây nên mình không nhìn thấy được bên kia, không nhìn thấy được bên đây. Lâu lâu thì em quay camera qua để các chị xem nha. Chú quay qua lại hoài chóng mặt. Đây là vô hẻm 145 Lê Quốc Hưng. Ở đây đầu chợ, chợ nhỏ đó. Đây là trái dừa nước, rồi trái mận. Qua đây là cô bán bánh bèo. Hẻm này bán rất là nhiều đồ ăn. Thẳng này ra chợ Xóm Chiếu luôn nè, ra chợ lớn. Ở khu ngoài rìa này thì nhỏ nhỏ, là chợ nhỏ nhỏ bán đồ ăn rồi rau cải. Và bên đây là hẻm 198. Đi thẳng nữa thì mình sẽ đến chợ Cầu Cống nè. Chúng ta sẽ đi vào chợ, đi vào hẻm 198 ha, để xem căn nhà ngày nay của chúng ta như thế nào. Nhà số 20, 21 là bên nào đây, để em xem đây. Bên tay trái. Tới 11 đây nè. À, 15, 17. 15, 17 2 căn. 19 và 21 là cửa màu xanh. Wow.
nhà đóng cửa rồi. Không biết anh chị có nhìn ra cái nhà của mình hay không. Số hình ảnh sơ sơ vài giây thôi. Ồ, cuối hẻm có đám cưới. Không biết chị có nhìn ra khu xóm của mình không ha? Vài giây ngắn ngủi, không biết anh chị có nhìn rõ hay không. Giờ là thẳng hẻm này mình ra được Nguyễn Hữu Hào luôn á, chùa Giác Nguyên luôn á. Đó là hẻm có đám cưới rồi, mình đi hẻm khác. Bánh mì đặt được đây. Bánh mì nhỏ. À, chú cho hỏi hẻm này có ra chùa Giác Nguyên không? Này đó. À, cảm ơn. Đây cũng là hẻm 198 luôn. 198 xuyệt cả 200 mấy luôn. Còn bên phải là có hẻm 232. À, đây cũng có mấy căn nhà chưa bán. Nhà này đang chưa bán à. Khu này xây chung một dãy. Nhà đại giá rất là cao nha. Mình ra đây là ở đường cầu trong hôm bữa đó. Đây. Cái hẻm này buổi tối bán rất là nhiều đồ ăn. Nếu trên bản đồ là đường cầu trong, còn hẻm ngoài là hẻm R, lô R, lô T. Bên phải thì có những cái hẻm để đi ra đoạn Văn Bơ nè. Hẻm song song với hẻm 198 luôn đó. Buổi tối thì bán ốc, bán đồ nướng. Ban ngày thì hủ tiếu, bánh canh, phở.
thẳng cái đường này thì chúng ta sẽ đi ra Hoàng Diệu luôn đó. Đây bán bún thịt xào. À, quận Tư đi đường nào cũng thấy ăn uống hết ha. Đó, đây có hẻm nè, hẻm bán đồ ăn bún bò Huế nè. Đây phở bò kho. Ở quận Tư khỏi sợ đói, đâu đâu cũng có hàng ăn hết. Bước qua một cái, qua trái một cái, phở qua phải một cái hủ tiếu, trước mặt nuôi, phía sau lưng là phở. Kế bên này có bánh ướt, kế bên nữa là có cơm tấm. Ồ, đây có cái hẻm 134. Có lẽ rất là nhiều hình ảnh đây, nhưng mà chắc là chú Sang nhìn không ra đâu ha. À, đây là đường Hoàng Diệu nè, bên cánh trái chúng ta sẽ đi ra chợ Hãng Phân, đường Nguyễn Hữu Hào. À, và bên phải thì sẽ đi ra đoạn Văn Bơ lại theo trục đường Hoàng Diệu này. Rồi, một số hình ảnh ở trong hẻm 198 Đoàn Văn Bơ và căn nhà số 21, không biết anh chị có nhìn ra hay không. Trong quá trình thực hiện video thì cũng không tránh khỏi sự thiếu sót, nếu mà có sai sót các anh chị vui lòng bỏ qua nha, và cho em xin cái góp ý để hoàn thiện cho lần sau hơn. Rồi, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chắc là đến đây rồi thì mình không thể nào bỏ qua cái chợ ở đây ha. Chợ đây là chợ Xóm Chiếu nè. Để em sẵn vô đây coi có gì mua chiều ăn luôn. Chiều nó mát khỏi đi chợ, sẵn ủng hộ bà con cô bác ở trong chợ này luôn. Trước giờ em cũng chưa vô nhà lòng chợ, giờ sẵn tiện tới đây rồi thì mình đi một đoạn vậy. Rồi bye bye, gặp lại anh chị trong video sau nha. Chứ bọn chúng ta đó là giao lộ Đoàn Văn Bơ và Hoàng Diệu rồi đó. Bên trái là cầu Cam Mét, bên phải là mình sẽ đi thẳng qua chợ Cầu Cống, chợ Kho 11. Nãy giờ mình giống như là mình đi vòng tròn vậy đó.